Xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với Trung Thực Auto Xe Gầm Cao. Hôm nay thì ngày đầu tuần, em Phương kính chúc mến chúc quý anh chị có một tuần làm việc thật là hiệu quả và năng lượng anh chị nhá. Mới đầu giờ sáng thôi, dù thời tiết ở đây khá là nắng nóng nhưng mà bên em đang có các bác khách đã đến lựa chọn xe từ sáng sớm rồi anh chị ạ. Hôm nay thì em Phương sẽ lên sóng một video báo giá chi tiết tổng hợp những mẫu 5 chỗ 7 chỗ gầm cao đang có tại showroom Trung Thực Auto chi nhánh Bình Dương bên em các bác nhé. Giới thiệu với các bác là Trung Thực Auto chi nhánh Bình Dương bên em hiện tại đang có địa chỉ tại 709 đường DT743B, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, ngay ngã ba ông xã các bạn, đèn xanh đèn đỏ của ngã ba ông xã. Và không để các bác chờ lâu nữa, hôm nay nhà em về toàn các mẫu xe hot thôi, nên là em Phương sẽ lên sóng báo giá cập nhật nhanh cho các bác luôn ạ. Ngay bên cạnh em Phương đây, một mẫu xe, một dòng xe chủ lực tại Trung Thực Auto. Và rất nhiều các bác hỏi em Phương là có Fortuner không. Các bác quan tâm chạy gia đình hoặc là kinh doanh thì các bác rất là quan tâm một mẫu số sàn mà máy dầu. Thì hôm nay nhà em vừa về được một chiếc Fortuner máy dầu số sàn đời 2018 anh chị nhá. Xe đi hơn 70.000 km thôi. Chất xe gia đình rất đẹp, biển phố anh chị ạ. Và bốn vỏ nguyên zin theo xe anh chị nhá. Bốn vỏ theo xe luôn ạ, sơ cua chưa chạm đất. Đó, một mẫu xe rất là đẹp với màu ngoại thất là màu đen và bên trong bác chủ cũ đã lên rất nhiều đồ rồi. Đã có màn hình Android, đã có cam trước sau, đã có thảm sàn và bộ ghế da rất đẹp với anh chị nhá. Fortuner tầm tài chính hiện tại chỉ hơn 7 đồng thôi, cụ thể là 768 triệu bao rút hồ sơ cho các bác ạ. Bên này một mẫu Outlander, nhà em vừa về được một chiếc Outlander đời 2021 bản Premium. Chiếc này đời 2021 đi 33.000 km anh chị nhá. Đi 33.000 km với form dáng thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Với ngoại thất màu đỏ, bên trong nội thất ghế da màu đen rồi. Chất xe rất là đẹp luôn, tầm tài chính bây giờ các bác bỏ ra là 738 triệu bao rút hồ sơ. Đã lấy xe về được rồi anh chị nhá. Đã có rửa đèn rồi này. Đèn full LED, bốn vỏ theo xe. Mông phay CNC chưa có sự xước xát gì nhiều. Một mẫu xe lướt đời 2021. Đã có cam 360 và cửa sổ trời đầy đủ rồi ạ. Ở đây em đang có một mẫu Hyundai Creta đời 2022. Chiếc này thì xe đi 44.000 km. Bản này đang là bản tiêu chuẩn với tầm tài chính rất hợp lý. Nếu mà tầm tài chính hơn 5 đồng thì sự lựa chọn đâu đó của các bác sẽ là Toyota Ride, Kia Sonet đúng không ạ? Và Hyundai Creta nữa. Bản tiêu chuẩn anh chị nhé, 585 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Bốn vỏ theo xe, một chủ sử dụng từ đầu và full lịch sử hãng ạ. Đàn em của Tucson đúng không ạ? Biển 61 Bình Dương, ngày em vừa mới về luôn. Màu trắng thì rất nhiều bác tìm kiếm trên thị trường, hiện tại em đang còn một chiếc màu đỏ nữa. Đây, chiếc màu đỏ đây. Sổ nhập Indo, chiếc màu đỏ đây, đồng giá 585 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhé. Chiếc này thì đi ít hơn, đi 23.000 km đấy anh chị ạ, đời 2022, biển Bình Dương luôn. 585 triệu bao rút hồ sơ cho các bác, hai mẫu Hyundai Creta bản tiêu chuẩn anh chị nhá. Đó, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu trắng. Bác nào quan tâm 5 chỗ gầm cao tầm tài chính hơn 5 đồng thì Hyundai Creta rất là rộng rãi và nhiều option rồi đúng không ạ? Ở đây em có một chiếc Kona đời 2021 bản 2.0 đặc biệt và xe đi rất ít anh chị nhá, chỉ có 9.000 km thôi, 9.000 km. Chiếc này thì hiện tại đang là đời 2021 và nhà em đang chào bán với mức giá là 568 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Bộ body kit rất đẹp đúng không ạ? Đây quay qua cho các bác xem cái lốp, xem uy tín đến cỡ nào. Form dáng rất đẹp nhá, đi phố thì rất là nhỏ gọn. Đây, quay qua cái nội thất bên trong đi ạ. Nội thất bên trong rất đẹp và còn rất nhiều siêu các bác nhá. Đây. Đó, nhiều siêu chưa bắc luôn. Đã lên cam hành trình và thảm sàn đầy đủ rồi. Chiếc này mà chị em phụ nữ đi thì cũng rất là hợp lý bởi vì xe nhỏ gọn, dễ lái đúng không ạ? 2.0 đặc biệt anh chị nhá. Tầm tài chính hơn 5 đồng, cụ thể là 568 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị ạ, cho quý anh chị. Đây, ở dưới này ngày em vừa về được một chiếc xe siêu cọp luôn. Xe đời 2015, một chiếc Mazda CX-5 với
chất xe rất đẹp nhá, đi có hơn 5.000 km thôi. À đi hơn 50.000 km này chị ạ, là 5 vạn đấy ạ. Mà một chủ sử dụng từ đầu, một chủ sử dụng từ đầu luôn. Đời 2015 đến nay là khoảng 9 năm sử dụng rồi. Chiếc này thì tầm tài chính hiện tại các bác bỏ ra thì sẽ khoảng 498 triệu bao rút hồ sơ cho quý anh chị. Đã lên 4 vỏ Michelin rồi này. Có rửa đèn đầy đủ rồi nhá. Ngoại thất màu trắng, bên trong nội thất ghế da màu đen. Quay nội thất cho các bác để các bác thấy cái sự uy tín và chất lượng xe của trung hợp Auto bên em như thế nào nhá. Đã có nẹp chrome lên xuống. Đây các bác xem giúp em cái chất ghế da của đời 2015 này. Đã có cửa sổ trời rồi, chân nỉ zin rất sạch sẽ đúng không ạ? Gương chống chói, táp lô táp ly này, siêu mới luôn. Và các nút bấm ở trên vô lăng đó. Màn hình zin theo xe anh chị nhá. 498 triệu là mức giá trung hợp Auto bên em đang để cho chiếc xe này ạ. Giá cả thì vẫn còn có thương lượng thêm, một chủ sử dụng từ đầu, biển 72 Vũng Tàu anh chị ạ. Đó, anh chị nào quan tâm thì qua bên em xem xe và lái thử xe thực tế anh chị nhá. Ở đây em vừa về được một chiếc Hyundai Tucson đời 2022, một mẫu xe siêu lướt, đi chỉ có 19.000 km thôi. Chiếc này thì là bản 2.0 đặc biệt và hiện tại đang được bên em mong muốn bán với mức giá là 855 triệu bao rút hồ sơ cho quý anh chị. Hiện tại thì giá xe mới của Hyundai cũng đã có điều chỉnh rồi, nên là giá cả thì bên em vẫn còn có thương lượng thêm cho các bác anh chị nhé. Ngoại thất màu trắng, ở bên trong là nội thất ghế da màu đen với rất là nhiều option, trang bị option công nghệ đúng không ạ? Đã lên cam hành trình đầy đủ rồi, 4 vỏ theo xe tất nhiên rồi, một chủ sử dụng từ đầu. Đó. Và hôm nay nhân vật chính ngày hôm nay nhà em vừa mới về được một chiếc 5 chỗ gầm cao mà tầm tài chính chỉ hơn 5 đồng thôi anh chị nhá, chỉ hơn 5 đồng thôi. Ở đây em đang có một chiếc Toyota Ride, rất nhiều bác tìm kiếm và hỏi em là xem có Toyota Ride không. Thì đợt này nhà em vừa về được 2 chiếc. Đây, chiếc này trước thì hôm trước về được một cái là hôm sau nhận cọc luôn rồi anh chị ạ. Cùng đời, đời 2021. Hôm nay thì về được thêm chiếc này nữa thì em lên sóng để cho anh chị có thể cân nhắc sớm nhá. Chiếc này là Toyota Route. Đúng rồi, chiếc này Toyota Route đời 2021, đi hơn 40.000 km anh chị ạ. 555 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. 7 chỗ gầm cao, khỏe khoắn, form dáng thì rất là đẹp đúng không ạ? Trường xe nữa. Và đi Toyota Route thì sẽ rất là thích trải nghiệm lái. Bác nào mà quan tâm một mẫu xe đi gia đình rộng rãi hoặc là mình có thể đầu tư để kinh doanh ấy, thì Toyota Route là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc anh chị nhé. Chiếc này còn cao hơn cả Xpander cơ. Đó, cô em Phương đi khám phá nội ngoại thất của chiếc Route này anh chị nhé. Một chủ sử dụng từ đầu vừa mới về ngày hôm qua. Em sẽ quay một chất xe mộc cho các bác có thể xem ạ. Đèn LED hết rồi, đã có bi gầm đầy đủ rồi anh chị ạ. Đây, nói chung là xe đã qua sử dụng thì em cũng sẽ quay chất xe thực tế cho các bác nhá. Có sự xước sát và bên em sẽ xử lý lại hết ạ. Đó. Đây, lốp lát thì vẫn còn. Đâu xem nào. Đây, lốp zin heo xe anh chị nhá, đời 2021 và lốp còn rất là dày. Nhìn quả lốp đã biết rất chất lượng rồi đúng không ạ? Móng phay chưa có một sự xước sát nào luôn. Đó, các bác xem giúp em, xe rất là chất lượng nhá. Xi nhan tích hợp trên gương này. Đó, đã có phim cách nhiệt về che mưa đầy đủ rồi. Tay nắm cửa ốp mạ chrome hết rồi, tránh sự xước sát đúng không ạ? Nội thất bên trong này, các bác xem giúp em cái nút bấm trên táp bi cửa rất đẹp đúng không ạ? Bộ ghế da, thảm sàn. Trần thì vẫn là trần nỉ zin. Cửa gió hàng trước này. Ui, chiếc xe rất là thơm, mùi mới luôn anh chị ạ. Đời 2021 đến nay là khoảng hơn 3 năm sử dụng rồi. Các bác xem giúp em cái nội thất bên trong nhá, vẫn còn rất là mới. Toyota Route phiên bản S, máy 1.5. Màn hình thì vẫn là màn hình zin heo xe, được tích hợp đầy đủ các phím đàn thoại rảnh tay trên vô lăng rồi ạ. Đó, một chiếc xe rất đẹp đúng không ạ? Với tầm tài chính chỉ hơn 5 đồng nhá. Tầm tài chính hơn 5 đồng này các bác đâu đó cũng chỉ mua được Xpander bản Eco đời 2022 thôi. Đó, 4 cửa gió hàng 2 này. Chất ghế da rất đẹp.
bật lên xuống được mạ chrome hết rồi. Các bác xem một chiếc xe thì đã có cam trước sau đầy đủ. À chưa có cam trước và đã có cam sau rồi anh chị nhá, đã có cam lùi rồi. Đây xem giúp em cái phần cốp này. Phần ghế hàng ba nếu mà mình không sử dụng thì có thể gập phẳng xuống ạ. Nó gập phẳng xuống để tăng diện tích cái khoang hành lý. Ốc nắp cốp này, keo chỉ bên em cam kết là còn nguyên bản, keo chỉ không mất một phân của các bác nhá. Đó. Một chiếc xe siêu đẹp không ạ? Tầm tài chính chỉ hơn 5 đồng, cụ thể là 555 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Khi các bác mua xe tại trung hợp auto bên em thì luôn luôn có cam kết bằng văn bản là thứ nhất, xe không bị đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis. Thứ hai là xe không bị ngập nước thủy kích. Thứ ba là xe không bị tháo cẩu động cơ hộp số. Và ngoài ra thì pháp lý chuẩn chỉ rõ ràng đúng không ạ? Có thể sang tên. Anh chị nào quan tâm tới mẫu xe 5 chỗ hay 7 chỗ gầm cao mà em Phương vừa báo giá, hoặc cụ thể nhất là chiếc Toyota Rush này, thì hãy nhanh tay comment hoặc là liên hệ tới số hotline của Trung Thực Auto là 0975792222, ấn phím 2 để gặp tư vấn viên tại Trung Thực Auto chi nhánh Bình Dương bên em các bác nhé. Ngoài ra thì các bác nào đang ở gần khu vực Dĩ An Bình Dương hoặc các tỉnh lân cận thì có thể qua Trung Thực Auto chi nhánh Bình Dương bên em để được xem xe, lái thử xe thực tế. Đội ngũ Trung Thực Auto chi nhánh Bình Dương bên em thì sẽ rất là mong và hân hạnh được tiếp đón quý anh chị ạ. Vậy em xin phép là kết thúc video tại đây và xin mến chào quý anh chị ở những video clip tiếp theo ạ.